Xin kính chào quý khán thính giả, tôi là Đỗ Thái Nhiên, chương trình bình luận thời sự của đài VNA TV. Chương trình này được trình chiếu và trực tiếp trên Facebook, YouTube thứ bảy hàng tuần từ 8 giờ cho đến 9 giờ tối. Sau đó chương trình lại được chiếu trên VNA TV tại Orange County 57.3, tại San Jose 16.10 vào ngày thứ hai hàng tuần lúc 10 giờ 30 sáng. Kính mời quý khán thính giả đón theo dõi kính thưa quý khán thính giả đề tài thứ nhất của bình luận thời sự hôm nay có tựa đề trung cộng cho phép vợ chồng ba con đó là tựa đề số 1 của bình luận thời sự hôm nay ngày 31 tháng 5 năm 21 trung cộng tuyên bố cho phép vợ chồng sống tại trung cộng vợ chồng công công dân trung cộng được phép có ba con. Được biết từ đầu 1980, tức là cuối năm 1979, nhà cầm quyền Trung Cộng đã ra lệnh cho những cặp vợ chồng tại Trung Cộng chỉ được phép mà một con. Sau một thời gian dài, Trung Cộng thấy rằng chính sách một con này phần thì làm cho dân số giảm, phần thì làm cho cái cân bằng giữa nam và nữ à, bị à, lệch theo hướng Nam thừa và nữ thiếu à, tâm lý Nam à, cái, cái cái hiện tượng Nam thừa nữ, nữ thiếu ở Trung cộng trong những năm vừa qua đặc biệt là sau năm 1980 khi thi hành chính sách Nam à, mỗi gia đình một con là vì à, à, theo truyền thống à, của người Trung Hoa hay nói theo quan à, quan niệm thô Thiển của ông Khổng Phương Tử, người Trung Hoa trọng nam khinh nữ và người ta tránh sanh con gái hoặc là sanh con gái thì phá tai. À, từ đó sau cái lệnh mỗi gia đình một con thì Trung Cộng vừa giảm dân số vừa mất thăng bằng về về giới tính. Qua tới năm 2015, Trung Cộng ra lệnh cho mỗi gia đình Trung Cộng được phép có hai con nhưng uh, từ một con uh, năm 1980 tăng lên hai con năm 2015 uh, dân số của Trung Cộng vẫn tiếp tục uh, giảm vì vậy qua tới uh, 20 21 uh, Trung Cộng mới đây đã ra lệnh cho mỗi gia đình uh, được phép và uh, có ba con hy vọng là dân số sẽ gia tăng câu hỏi được đặt ra là từ chế độ một con qua chế độ hai con dân số vẫn giảm từ 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 hai con lên ba con chắc chắn dân số không thể nào thay đổi nhưng tại sao trung cộng không bãi bỏ chế độ kế hoạch hóa gia đình đó là một cái lúng túng của trung cộng một phần trung cộng vừa muốn tăng gia dân số vừa phải vừa muốn trong tay Trung Cộng có một dân số phù hợp với kiểu cai trị của Trung Cộng. trước tình trạng từ một chế độ một con tăng lên hai con, bây giờ tăng lên ba con, dân số vẫn tiếp tục giảm, làm cho Trung Cộng vô cùng bối rối. Dân số giảm có nghĩa là sinh xuất giảm, số sinh giảm và khoa học thế giới nói chung đã giúp cho người già sống lâu hơn từ đó tại trung cộng ngày nay số người trẻ giảm đi và số người già à, gia tăng làm cho xã hội trung cộng trở thành một xã hội già xã hội già là phần lớn công, công dân của xã hội đó là giới già không còn đi làm việc và xã hội uh, nhanh chóng uh, thiếu uh, nhân công để làm uh, các công việc phục vụ uh, xã hội uh, những cái khó khăn vừa rồi nó đã gây áp lực nặng nề đối với chế độ cai trị hà khắc của Trung Cộng. Tuy nhiên tìm cho ra một giải pháp hợp lý để làm như thế nào tăng dân số thì Trung Cộng hiện đang bối rối. Kính thưa quý khán thính giả, một ông chủ chuồng bò khi chăm sóc một bầy bò và làm thế nào để tăng cái số lượng con bò ở trong bầy bò thì ông chủ bầy bò à, tính toán một cách à, dễ dàng à, cho bò được à, gặp bò cái cho ăn thức ăn à, phù hợp vân vật à, tuy nhiên xã hội loài người không phải là trường bò không phải chỉ là à, thuần túy giải quyết vấn đề à, dân số mà lờ đi các vấn đề khác quyết điểm lớn nhất của trung cộng là khi thay đổi chính sách từ một con lên hai con, từ ba từ hai con lên ba con, trung cộng không hề ban hành bất kỳ một cái quy chế an ninh xã hội nào để phù hợp với tình trạng gia đình từ một con lên hai con, từ hai con lên lên ba con, trung cộng chỉ biết con số, chỉ 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 mường tượng mơ ước con số. Sau khi cho các gia đình từ một con ba con như bây giờ, à, thì như chúng ta đã biết Um, giải quyết dân số là một vấn đề uh, trọng yếu của xã hội. Uh, vấn đề dân số um, gắn liền với các vấn đề khác của của xã hội, uh, dân số, uh, văn hóa, uh, kinh tế, giáo dục, uh, luật pháp, vân vân Tất cả nó đều đều gắn bó với nhau. Một cách chung nhất không riêng gì xã hội loài người mà bộ vũ trụ bao giờ cũng uh, cũng là uh, Diễn ra, nhìn thì có vẻ như uh, những cái thế giới, mỗi thế giới thực vật, thế giới động vật vân vân khác nhau. Nhưng trong thực tế thì vạn vật tương quan, mọi sự việc trong vạn vật đều có liên hệ với nhau. Trở lại với quốc xã hội quốc nội uh, của Trung Cộng thì Trung Cộng không thể nào chỉ quyết riêng vấn đề dân số thông qua các kế hoạch một con, hai con, hai ba con mà Trung Cộng phải nghĩ muốn thay đổi dân số phải có những những phương pháp thay đổi xã hội thích nghi để làm thế nào uh, dân số gia tăng để làm thế nào uh, xã hội trung cộng thoát khỏi cái tình trạng uh, xã hội nghèo uh, sự việc làm như thế nào đó nói một cách chung nhất là trung cộng phải để cho người dân sống đời sống của một con người thực sự uh, hiện nay chế độ cộng sản trung cộng cũng như Cộng sản Việt Cộng đang ép buộc người dân sống như một động vật. Chỉ biết uh, tuân hành đảng, chỉ biết trung thành với đảng. Ngoài đảng ra, nếu uh, công dân nào sống dưới chế độ Cộng sản mà tôn sùng uh, một tôn giáo, uh, một đoàn thể, uh, một tổ chức nào đó tôn sùng tha thiết hơn là là, là, là kính trọng đảng Cộng sản, thì cá nhân đó, tập thể đó sẽ bị Cộng sản Tàu hay là cộng sản Việt Nam trừng trị một cách đích đáng. Nói như vậy để thấy rằng vấn đề dân số gắn kết với vấn đề giáo dục, vấn đề văn hóa, vấn đề luật pháp v.v. và vì vậy thay vì cân đo trong tuyệt vọng từ ba từ hai con lên ba con rồi làm thế nào diệu chừng trung cộng có dám bỏ kế hoạch hóa gia đình hay không thì trung cộng phải nghĩ vấn đề này vấn đề nhân số nằm trong toàn bộ sinh hoạt của xã hội mà sinh hoạt của xã hội cho thấy rằng vấn đề nhân số gắn kết với lương thực với luật pháp với kinh tế với giáo dục vân vân vì vậy như vừa bình luận về ông muốn làm cho hơn trước cộng đồng thế giới thì tôi đã trình ngày một ngày hai trung cộng trở thành một quốc gia đáng kính của thế giới trở lại với vấn đề dân số cũng vậy dân số với xã hội với dục với, với à, luật pháp với tòa án vân vân vì vậy muốn dân số thay đổi muốn xã hội à, bớt già à, muốn à, trung cộng có đầy đủ nhân lực để xây dựng của xã hội triển thì trung cộng phải phát triển đồng bộ lĩnh vực xã hội, lĩnh vực luật pháp, lĩnh vực giáo dục và khi giáo dục về 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 học đường cũng như giáo dục xã hội trung cộng phải nhớ rằng đây là một xã hội người chứ không phải là một xã hội động vật kiểu các mát mô tả sở dĩ tôi nói rằng xã hội kiểu um, các mắc vô tả là một xã hội động vật bởi vì các mắc um, tuyên bố rằng thế giới chỉ là thế giới vật chất và những thuộc tính của vật chất à, từ đó các mắc um, quan sát những cái thí nghiệm ở trong phòng thí nghiệm uh, về vật chất về di biến động của vật chất rồi từ di biến động của vật chất từ những quy luật di, di biến động của vật chất mắc nữa đem vào xã hội loài người áp dụng uh, uh, kinh tế uh, độc quyền cộng sản, giáo dục cộng sản, văn hóa cộng sản vân vân. Bây giờ trở lại với vấn đề nhân số, nếu mà giải quyết nhân số một cách đơn thuần chỉ nói về nhân số không thì chắc chắn cộng sản trung cộng sẽ phải thất bại và vì vậy những trình bày trong bài này cho thấy nhân số gắn kết với các vấn đề khác của xã hội, đặc biệt là giáo dục và kinh tế. Nói tới giáo dục và kinh tế, nói tới việc mà cải tạo giáo dục và kinh tế, việc đầu tiên Trung cộng phải từ giả vĩnh viễn gọi là kinh tế chế độ kinh tế mang sắc thái Trung Hoa, thế nào là sắc thái Trung Hoa? Sắc thái Trung Hoa do Đảng Cộng sản mô tả hay là thắt xái cái sắc thái Trung Hoa uh, truyền thống từ bao nhiêu ngàn năm vừa qua. Dĩ nhiên uh, cái gọi là sắc thái mà một xã hội muốn đạt đến uh, quân bình về dân số, ổn định về kinh tế phải là một xã hội hoàn toàn mang chất tôn trọng dân chủ nhân quyền và như tôi đã trình bày, dân chủ nhân quyền trong hoàn cảnh hiện nay được xây dựng trên ý niệm mới là ý niệm quyền lực mềm, dùng quyền lực mềm để cải tạo kinh tế, giáo dục, luật pháp quốc phòng khi vùng máy xã hội rập khuôn theo tư tưởng quyền lực mềm để xây dựng xã hội lúc bây giờ trung cộng mới mong có thể có một à, chính sách à, dân số một cách à, hợp lý à, dân số sẽ giúp cho xã hội à, trung cộng à, trẻ trở lại giúp cho à, xã hội bớt già đi và trung cộng đủ um, cái cái năng lực à, nhân sự để xây dựng và phát triển xã hội thưa quý khán giả đại thứ nhất tới đây là chấm dứt xin à, quý khán thính giả đừng rời máy chúng tôi sẽ trở lại máy sau vài phút quảng cáo